Viettel vừa sử dụng điện thoại Oppo để thử nghiệm 5G đầu tiên tại Việt Nam. Oppo đang dần trở thành thương hiệu tiên phong trong việc cập nhật những nền tảng công nghệ mới, tiên tiến và bắt kịp xu hướng của thế giới. Khi mạng 5G bắt đầu được triển khai, ngay lập tức Oppo đã đưa ra sản phẩm mới và đạt được các tiêu chuẩn quan trọng để thâm nhập các thị trường lớn như châu Âu, tất nhiên, trong đó có cả Việt Nam. Oppo cho biết chiếc Reno 5G đầu tiên của hãng đã vượt qua các thử nghiệm CE 5G được thực hiện bởi Spotturn International In cơ quan kiểm tra dịch vụ toàn cầu và đã được CTCADVANCEDGMBH cấp chứng chỉ 5G CE. Thiết bị này cũng là SMAZTPHONE5G kết hợp đa tần. Đa chế độ đầu tiên được CTC phê duyệt. Máy sẽ duy trì các lợi thế của băng tần cũ, kết hợp thêm nhiều băng tần hơn, băng thông rộng hơn để áp dụng được trên phạm vi rộng hơn để phù hợp với nhiều quốc gia và khu vực. Bên cạnh đó, CNO5G của Oppo đạt chứng nhận CE cho thấy máy có đủ yêu cầu thiết yếu của thị trường khó tính bậc nhất thế giới là châu Âu. Máy đảm bảo sự tương thích điện từ, sức khỏe cũng như độ ổn định. Bởi những lý do nêu trên, sản phẩm của Oppo sẽ được ưu tiên trong các cuộc thử nghiệm 5G tại các quốc gia mới nhờ độ tương thích băng tần tốt. Vào ngày mùng 1 tháng 5 vừa qua, OPPO Reno 5G trở thành chiếc SBARTPHONE 5G thương mại đầu tiên tại châu Âu. Trong sự kiện diễn ra sáng nay, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Vietten vừa thử nghiệm cuộc gọi 5G đầu tiên tại Việt Nam với tốc độ kết nối lý thuyết với thiết bị đầu cuối đạt từ 1,5 17 Gbps. Đáng chú ý hơn khi Viettel cùng đối tác là tập đoàn Ericsson sử dụng điện thoại Oppo đã được CE chứng nhận để thử nghiệm, đồng thời đo đạc tốc độ thực tế đạt 654 Mbps, tương đương 8175 Mbps. Theo hình ảnh tại sự kiện, mẫu smartphone của Oppo thử nghiệm 5G hoàn toàn trùng khớp với chiếc Reno 5G được nói trên. Nhiều khả năng mẫu smartphone này sẽ sớm có mặt cùng với khả năng tương thích 5G tốt nhất và cũng là SMAZTPHONE 5G đầu tiên bán chính hãng tại Việt Nam.